Hello các bạn, đây là mình NR11 Gameplay đây. Ok, hôm nay sẽ chơi Friday Night Funkin'. Và mình sử dụng mod là Miku, Hatsune Miku á. Thì tôi nghe nói đánh con ấy khó quá à. Ok, nghe này con nói khó lắm. Giờ cứ mở đánh thử, cài vào đánh thử cái ghê. Ở đây, Miku đây. Đi gì thôi, mẹ thấy khó chết ba này. 3, 2, 1, go. Ok, đây là màn chơi mới. Ok, bạn rất dễ với kinh khủng mình nhỉ. À, rồi sao bạn này? Đấy nào, dễ không? Quá dễ luôn. Mà tuy ván này là tôi qua được nhưng mà chồng tôi vẫn bận quá. Ừ, vậy hơi khó tí. Nhưng mà sao mày còn gì để đối đầu với tao? Mọc em nào. Thằng danh con. Mẹ ảo thật đấy. Ok, thử lại nha. Nghe nè. Đau 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 đau.